Hãy nhân đôi niềm vui cho gia đình bạn với nhiều quà tặng bất ngờ từ tiệm vàng Diamond King. Mua một viên 10 ly tặng 2 viên 7 ly rưỡi, mua viên 9 ly được tặng 2 viên 7 ly, hoặc là mua viên 8 ly được tặng thêm 2 viên 6 ly rưỡi, mua sai 7 ly tặng viên 7 ly, mua 6 ly rưỡi tặng 6 ly rưỡi, mua 6 ly tặng 6 ly. Tại vì có thể nói rằng là mua viên 9 ly được tặng 2 viên 7 ly mà mua viên 8 ly được tặng tới 2 viên 6 ly rưỡi, cho nên nhiều người đã mua những viên 9 ly và 8 ly để được có những cái món quà đặc biệt trong dịp khai trường này. Và chương trình tặng nhân dịp khai trương sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào cho nên dù quý vị ở xa ở đâu quý vị nên tới ngay để được chương trình đặc biệt chỉ có tại tiệm vàng Diamond King mà thôi. Trước khi chương trình này biến mất chưa hết nữa quý vị còn được bớt 80% off cho những đôi bông tai 450 đồng còn lại chỉ có 95 đồng thôi. Quý vị mua một chiếc nhẫn đầu tiên 450 đồng còn lại có 95 đồng thôi hoặc là mua mặt dây chuyền 450 đồng còn lại chỉ có 95 đồng thôi hoặc là mua dây truyền 95 đồng còn lại chỉ có 50 đồng